Đây là một lựa chọn tốt các bạn ạ. Đây là một quả vả mà chúng tôi xin được ở đầu đường kia này. Thì nó cái hình dáng của nó hơi giống cái vả Huế, cái muối muối này. Thế nhưng hôm nay chọn cái phương án là không cạo vỏ, không gọt vỏ nữa mà luộc chín tới. Đây là bóc nó ra rất mỏng nhé. Này, bóc nó ra nó rất mỏng. Vì nó vẫn giữ được cái màu xanh diệp lục tố mà cái giúp cho máu nó tạo hồng cầu ấy. Chứ còn mình mà gọt cái kia thì sâu. Đấy. Mà mình ăn cả vỏ thì nó hơi có cái hiện tượng có lông. Đấy, cạo đi này. Cạo đi nó trượt vỏ nhanh lắm. Ra hết cái vỏ này nhanh lắm, dễ. Y như là gọt cạo cái củ khoai tây mà luộc lên ấy. Còn một phương án đối với khoai tây là người ta cũng luộc vỏ, luộc lên rồi người ta cạo vỏ rồi. Rất là nhanh. Nó đi rất là nhanh các bạn nhé. Một tay cầm, một tay quay, một tay cầm. Đấy, cạo nhẹ cái là nó đi luôn, nó không bị nhựa. Nhựa nó có cái hơi nóng nên là nó co lại. Sau đó các bạn cắt ra chế biến kho xào nấu, hoặc giã ra, hoặc băm nó ra, làm nộm xúc với bánh đa ăn. Thì cái này nó cũng tạo kiềm nhẹ và nó hơi âm nha. Thế nhưng khi các bạn ăn cái bánh đa ấy, nó kiềm dương hơn. Rồi khi các bạn cho chanh mới lại cho giấm mơ muối vào, mới cho một số thứ vào thì nó hơi âm một chút. Thế ăn với bánh đa mà công nhận người Huế họ cũng nhạy cảm, họ cũng khôn mồm thật đấy. Họ ăn với bánh đa xúc trộn là cực kỳ về năng lượng, là rất ổn và có thể bỏ cơm được. Chỉ có ăn lai dai một món thế thôi, là có cả chất bột này, các vitamin này, chất rau này, và cho thêm vừng lạc rang vào.